Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi fanpage HP Việt Nam. Mình là Sơn Dâu. Nhắc đến các sản phẩm gaming của HP thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay đến dòng máy tính Omen rất danh tiếng. Những chiếc laptop Omen hội tụ đầy đủ tất cả những gì tinh túy nhất mang đến những trải nghiệm gaming tuyệt vời cho game thủ như là thiết kế ấn tượng này, màn hình tần số quét cao, hiệu năng vô cùng mạnh mẽ và mức giá rất hợp lý từ trước đến nay so với những gì mà sản phẩm mang lại. Tuy nhiên thì nhu cầu chơi game không chỉ dành cho các game thủ thực thụ Giới chơi game được mở rộng theo các nhu cầu chơi và học, chơi và làm. Họ cần một chiếc máy tính giá mềm hơn Omen nhưng vẫn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, được hỗ trợ đầy đủ các tính năng. Do đó thì dòng sản phẩm Victus được ra đời. Thừa hưởng hầu hết từ những tính năng cơ bản từ Omen, Victus mang hơi hướng của các game thủ trẻ mới tham gia chơi game. Họ sẽ có khuynh hướng nỗ lực vượt qua những thành quả của chính họ trước đó. Do đó thì Victus được cân nhắc những yếu tố thừa kế độc đáo nhất từ Omen để mang đến cho game thủ những trải nghiệm tốt hơn trước đây và đáp ứng được các tựa game mới đòi hỏi cấu hình cao hơn rất nhiều. Về cấu hình thì Victus 16 phiên bản Intel được trang bị bộ xử lý Intel Core i7 11800H thuộc thế hệ 11 mới nhất cùng tùy chọn các đồ họa rời lên tới NVIDIA RTX 3060 mạnh mẽ. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm trong buổi livestream ngày hôm nay nhé. Đừng quên, cuối buổi livestream ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một mini game cực kỳ hấp dẫn để các bạn có cơ hội nhận được những phụ kiện gaming giá trị từ HP. Phần quà bao gồm một chuột HP Pavilion Gaming 200, một chiếc tai nghe HyperX Cloud Stinger và một balo HP Wayfarer. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thiết kế cũng như là hệ thống tản nhiệt trên dòng Victus 16 này. Một trong những yếu tố hàng đầu khi mà các game thủ chọn mua một chiếc laptop game mình. Về thiết kế tổng thể thì Victus 16 sẽ mang phong cách thiết kế tối giản nhưng vẫn đậm chất game mình với hệ thống khe tản nhiệt rất lớn chiếm toàn bộ cạnh gáy của máy. Nổi bật chính giữa mặt lưng là một logo hình chữ V rất nổi bật đúng không? Nếu bạn để ý kỹ một chút thì sẽ thấy cái logo chữ V này chính là một phần của logo Omen đấy. Ngầm chỉ rằng Victus 16 sẽ được thừa hưởng những công nghệ tốt nhất đến từ dòng máy tính cao cấp của HP. Năm nay thì HP còn giới thiệu tại thị trường Việt Nam hai phiên bản màu sắc của dòng Victus 16 bao gồm xanh dương đậm và bạc mica giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn để thể hiện phong cách cá tính của riêng mình hơn. Ở phía trước thì uh, Victus 16 sẽ sở hữu một màn hình có kích thước lên tới là 16.1 inch cực kỳ rộng rãi và đặc biệt là HP đã thu gọn viền hai bên của màn hình xuống chỉ 4,06 mm và viền trên chỉ 8,07 mm cho tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt tới 84%, một con số có thể nói là rất ấn tượng với một chiếc laptop gaming. Nhờ vậy thì kích thước tổng thể của Victus 16 cũng chỉ tương đương so với những chiếc laptop gaming 15,6 inch truyền thống mà thôi. Bên cạnh đó thì HP cũng đã chuyển sang sử dụng bản lề đôi cho Victus 16. Màu sắc của bản lề được thiết kế đồng màu với cả mặt C tức là cái mặt bàn phím sẽ mang đến cái tính đồng bộ cao, giúp các bạn game thủ tập trung toàn diện khi mà chúng ta đang chơi game. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi sâu vào bên trong của chiếc laptop này. Victus 16 được hỗ trợ bởi hệ thống tản nhiệt Omen Tempest Cooling Technology, tương tự như hệ thống tản nhiệt trên dòng máy Omen cao cấp giúp tản nhiệt hiệu quả nhất từ bên trong cho tới bên ngoài của máy. Tản nhiệt bên trong của Victus cũng được thiết kế bởi 3 ống đồng và 5 luồng gió giúp cho đường dẫn khí được thông thoáng hơn rất nhiều. Cánh quạt cũng được làm mỏng hơn và số lượng cánh quạt cũng được tăng lên đồng thời cánh quạt lớn hơn 33% giúp máy hoạt động mát mẻ hơn trước rất nhiều, nâng cao hiệu năng tản nhiệt lên tới 30%. Phía dưới nắp máy thì HP cũng đã thiết kế hệ thống khe tản nhiệt theo hình logo Victus độc đáo. Các khe mở này cũng làm mở rộng lưu lượng thoát khí lên tới 41% hỗ trợ tối ưu cho hệ tản nhiệt mới này của máy đặc biệt với phiên bản cao cấp nhất sử dụng CPU Intel và card đồ họa NVIDIA RTX 3060 bên hông máy cũng được trang bị thêm một số lỗ thông khí nhỏ để hỗ trợ để khí có thể thoát ra ngay bên hông máy và điều này sẽ giúp cải tạo hiệu năng đáng kể khi mà game thủ chơi game đặc biệt là các tựa game khủng nhưng mà không làm ảnh hưởng đến tâm trạng khi mà chơi game do máy nóng khi mà phải hoạt động ở hiệu suất mạnh trong thời gian dài đúng không? Về phần cứng thì sao? à, mình cũng đã nhắc tới từ đầu buổi livestream rồi dòng Victus 16 sở hữu nhiều tùy chọn cấu hình rất khác nhau trong buổi livestream này thì chúng ta sẽ tìm hiểu phiên bản sử dụng CPU Intel Core i7 11 800 h chơi game như ý với Intel đúng không hiệu năng chơi game ngang tầm máy tính bàn với bộ xử lý dành cho máy Intel Core i7 thế hệ thứ 11 này thì đây là con chip 8 x 16 luồng thuộc hàng đầu bảng trong dòng Tiger Lake của Intel sở hữu xung nhịp rất cao lên tới 4.6 GHz mang đến hiệu suất đơn nhân và đa nhân cực kỳ vượt trội. Với hiệu năng đơn nhân cực kỳ mạnh mẽ thì phiên bản Victus sử dụng CPU Intel Core i7 11800H không chỉ lý tưởng để chúng ta chơi game đâu mà còn cực kỳ phù hợp cho rất nhiều nhu cầu sử dụng các phần mềm liên quan đến vẽ kỹ thuật này, đồ họa 2D 3D, hậu kỳ video hay thậm chí là cả làm các video dạng animation bằng After Effects nữa chúng ta cũng cần phải nói thêm rằng đối với các phiên bản sử dụng CPU Intel thì ổ cứng sẽ có thêm 32GB Intel Optane. Hiểu đơn giản thì đây là một bộ nhớ đệm có chức năng nằm đâu đó giữa RAM và ổ cứng giúp cho máy tính của chúng ta chạy nhanh hơn, mượt mà hơn mà không cần dùng lượng RAM quá lớn. Về cả đồ họa thì sao? Victus 16 của chúng ta cũng mang đến nhiều tùy chọn từ NVIDIA GTX 1650 cho đến cao cấp nhất là RTX 3060. Đối với các bạn game thủ chủ yếu chỉ chơi các tựa game online như là Liên minh huyền thoại hay là FIFA Online 4, đồng thời muốn tiết kiệm chi phí thì phiên bản cấu hình thấp nhất với cả đồ họa GTX 1650, 8GB RAM và ổ cứng SSD PCIe 512GB cũng đã đủ để mang lại trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà rồi. Ổn định với đồ họa đẹp nhất đây cũng là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý cho nhu cầu đồ họa hay là dựng phim không quá chuyên sâu hay là các phần mềm vẽ kỹ thuật bởi các phần mềm này cần một CPU cực kỳ mạnh mẽ và chỉ cần một cả đồ họa vừa phải thôi. À, đối với những tùy chọn cao cấp hơn sử dụng các đồ họa RTX thì chắc chắn sẽ mang lại cái trải nghiệm chơi game cực đỉnh với công nghệ Ray Tracing hay còn gọi là dò tia cho hình ảnh vô cùng chân thực đặc biệt là trong những cảnh cháy nổ thường xuyên xảy ra trong các tựa game hành động cực kỳ ngầu đúng không? Chưa hết nhá, dòng cạc đồ họa RTX 3000 Series đến từ NVIDIA còn sở hữu một vũ khí vô cùng lợi hại mang tên là DLSS. DLSS là viết tắt cho Deep Learning Super Sampling. Đây là công nghệ sử dụng AI để render hình ảnh. Công nghệ này sẽ sử dụng các bộ xử lý AI uh, tích hợp trong nhân Tensor Core của RTX 3000 Series chuyên dụng để tăng hiệu suất đồ họa. Kết quả mà nó mang đến sẽ là tốc độ khung hình cao tới gấp 2 lần trong một số tựa game có thể cao tới 3 lần mà vẫn giữ lại được chất lượng hình ảnh, sắc nét, đồ họa thì tuyệt đẹp. Rõ ràng thì đây là một lợi thế tuyệt vời nếu bạn thích chơi những tựa game yêu cầu cấu hình khủng như là Cyberpunk 2017, Red Dead Redemption, Call of Duty hay là Fortnite. Bên cạnh đó thì khả năng nâng cấp của Victus 16 cũng phải nói là thoải mái bạn có thể gắn tối đa 2 thanh RAM với tổng dung lượng lên tới là 32 GB và hỗ trợ tới 2 khe SSD chuẩn PCI NVMe. Đặc biệt là Victus 16 tương thích cả với chuẩn PCI 4.0 nữa. Mới nhất cho tốc độ ghi cực kỳ cao, cho tốc độ khởi động máy cũng như là khởi chạy và đọc ghi dữ liệu cao hơn rất nhiều. Các bạn hãy quên đi cái việc chúng ta chờ đợi load game và đi dọn nhà đi ngoài cấu hình thì game thủ còn rất quan tâm đến màn hình của máy chơi game nữa đúng không? Không hoa khi mà mình nói rằng với game thủ cũng như bất kỳ một người dùng máy tính nào thì giá trị của một chiếc máy tính sách tay thể hiện qua phần màn hình của nó. Bởi đó là phần họ tiếp xúc nhiều nhất khi sử dụng đúng không? Quay lại với Victus 16 thì sản phẩm này được trang bị màn hình chống chói độ phân giải là Full HD, sắc nét, tần số quét 144Hz giúp cho các game thủ trải nghiệm các tự game bắn súng chân thực hơn bao giờ hết, đắm chìm trong thế giới đồ họa sống động và mượt mà nữa. Bên cạnh đó thì màn hình của máy cũng sở hữu công nghệ HP Flicker-Free giúp loại bỏ hiện tượng nhấp nháy màn hình, giúp hạn chế tối đa hiện tượng mỏi mắt, khó chịu. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận iSafe nhờ đáp ứng các yêu cầu về độ ánh sáng xanh thấp mà không làm sai lệch màu sắc. Việc giảm lượng ánh sáng xanh sẽ giúp bạn sử dụng lâu mà đỡ mỏi mắt, giảm thiểu ảnh hưởng đến thị giác cũng như là giấc ngủ khi mà chúng ta sử dụng vào ban đêm. Với thiết kế thanh lịch nhá, tối giản như thế này thì Victor hoàn toàn phù hợp để đi học, đi làm chứ không chỉ để chơi game đúng không các bạn? Và như mình Sơn Dâu cũng đã giới thiệu kỳ nãy thì Victor 16 sẽ sở hữu một màn hình kích thước lên tới là 16,1 inch lớn hơn hầu hết các sản phẩm gaming khác trên thị trường ít nhất là có cùng kích thước máy như thế này nhé đặc biệt là anh em có thể ngồi rời xa màn hình ra một chút mà vẫn cảm thấy rất thoải mái không chỉ hình ảnh mà cả âm thanh cũng được HP chăm chút khi mà trang bị bộ đôi loa B&O. Mặt trên máy kết hợp cùng với công nghệ khuếch âm HP Audio Boost sẽ mang lại một cái chất âm cực kỳ mạnh mẽ, trong trẻo, âm lượng lớn cho trải nghiệm giải trí thêm chân thực hơn chỉ với loa ngoài của một chiếc laptop. Một điều khá thú vị là hệ thống loa ở mặt trên của Victus 16 được đục lỗ cách điệu tạo ra hình chữ V, chính là logo của dòng Victus tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho sản phẩm này. Khi mà chúng ta nhắc tới Victus 16 thì sẽ thật là thiếu sót nếu như mà chúng ta không nhắc tới hệ thống bàn phím và touchpad cực kỳ rộng rãi và trải nghiệm rất tuyệt vời nếu so với những dòng gaming laptop cùng phân khúc khác. À, nhờ sự ưu màn hình lớn cho nên là bàn phím của Victus 16 sẽ vô cùng rộng và thoải mái. Tích hợp cả bàn phím số với kích thước đầy đủ luôn, phím bấm to và khoảng cách giữa các phím hợp lý sẽ mang lại chúng ta một cái cảm giác gõ phím rất tốt và độ chính xác cao. Các bạn sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để làm quen với các bàn phím này. Phần bàn phím này đã được thiết kế đúng chuẩn Omen với các ký tự Latin, rất game thủ đúng không? Rất khác biệt so với các máy tính sách tay thông thường trên thị trường hiện nay, đặc biệt là cái phông chữ ở trên bàn phím này rất dễ nhìn. Rất dễ làm quen. Điểm nổi bật nữa cho Victus Gaming khi mà pha lẫn giữa thiết kế hiện đại với gaming, trải nghiệm thực tế, độ này của phím cũng mang lại một cái gì đấy nó rất là vừa phải và hợp lý. Nó sẽ tạo cho anh em một cái cảm giác khi mà nhấn phím một cách gọi là feeling nó chuẩn hơn rất là nhiều. Gõ văn bản thường xuyên vẫn hoàn toàn có thể thoải mái với cái bản phím uhm, bàn phím này. Bàn phím Victus 16 mà, không có gì để chế nữa đâu. Các phím mũi tên cũng được HP thiết kế lớn hơn với không gian được rộng rãi hơn để phù hợp với các phím xung quanh, hạn chế bấm nhầm, tối ưu hóa trải nghiệm chiến game dành cho các bạn game thủ. Nếu các bạn vẫn còn sử dụng phím mũi tên nhảy ao chẳng hạn. Phím nguồn giờ đây cũng được HP đưa vào trong cụm bàn phím mang đến cái cảm giác liền lạc và thống nhất hơn. À, đây cũng là một cái triết lý thiết kế mà HP đã áp dụng trên các dòng sản phẩm khác như là NV à uh, hay là trong vài năm gần đây thì toàn bộ các bàn phím được trang bị hệ thống đèn nền màu trắng với độ sáng vừa đủ, không quá sáng làm cho người dùng chúng ta chói mắt khi mà làm việc hay là gây quá gây sự chú ý ấy. chơi game mà ban đêm cũng vậy. Phía bên dưới bàn phím này sẽ là sự hiện diện của một chiếc trackpad với kích thước cực kỳ lớn lên tới 80 x 125 mm. Anh em tính hộ mình xem là cái diện tích nó là bao nhiêu nhá. Bề mặt được thiết kế nhám mịn cho cảm giác chạm vuốt rất thoải mái. Khả năng checking của chiếc trackpad này cũng cực kỳ chính xác nhé. Khi mà chúng ta làm những công việc trên văn phòng này, lướt web, thậm chí là không cần đến chuột rời luôn, vẫn hoàn toàn có thể thao tác cực kỳ thoải mái với chiếc uh, touchpad này. Đây cũng là một cái ưu điểm hiếm có sản phẩm laptop gaming nào cùng phân khúc có thể sở hữu được bởi vì thông thường người ta sẽ làm trackpad nhỏ đi. Ngoài ra thì HP cũng đã rất khéo léo dịch chuyển phần touchpad lệch sang một chút ở bên trái uh, nằm ở trung tâm khu vực bàn phím mà chúng ta hay gõ. Nhờ đó thì khi chơi game thì các bạn cũng không lo bấm nhầm khi mà thao tác các phím điều hướng. Nếu cần thì bạn cũng có thể tắt hoàn toàn phím tắt phát nhờ vào phím tắt là Fn cộng F12. Và bên cạnh những tính năng mà mình đã giới thiệu ở trên thì các bạn game thủ chắc chắn cũng rất quan tâm đến khả năng kết nối của máy đúng không nào? Chơi game thì chắc chắn là các bạn đều cần dùng chuột rời rồi mà đa phần lại là chuột có dây. Đôi khi thì còn gắn thêm cả bàn phím rời nữa ổ cứng chứa game này để đáp ứng được những cái nhu cầu này thì HP đã trang bị cho Victus 16 tới 3 cổng USB Type-A tốc độ cao 5 gigabit trên giây giúp bạn thoải mái có thể kết nối thiết bị ngoại vi và truyền dữ liệu mà không cần lo lắng việc thiếu cổng. Bên cạnh đó thì máy còn có một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort chuẩn 1.4 để xuất hình ảnh và tất nhiên là có thể truyền cả dữ liệu và sạc pin cho các thiết bị khác như là điện thoại hay là chuột không dây của chúng ta nữa. Nếu mà cần xuất hình ảnh lên màn hình độ phân giải cao hay là những cái màn hình gaming tần số quét cao ấy thì Victus 16 cũng được trang bị sẵn một cổng HDMI chuẩn 2.1 cho phép xuất hình ảnh lên tới là 4K 120Hz giúp bạn thỏa thích trải nghiệm chơi game, xem phim, làm việc trên những chiếc màn hình có kích thước lớn với độ phân giải cao hơn rất nhiều máy ngoài ra còn có một đầu đọc thẻ nhớ nữa một dãy âm thanh 3.5 mm phục vụ cho những cái nhu cầu đa dạng của các bạn ví dụ như các bạn làm content creator chẳng hạn quay xong cầm thẻ nhớ cắm thẳng vào máy và dựng thôi để đảm bảo trải nghiệm chơi game ổn định với độ trễ thấp nhất thì bạn có thể sử dụng cổng RJ45 với tốc độ hỗ trợ lên tới là 1 gigabit trên gần như là cao hơn tất cả các gói cước internet gia đình hiện có tại Việt Nam rồi đúng không? Trong trường hợp mà bạn không tiện kéo dây mạng hoặc là nhu cầu không quá cao ấy thì bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng kết nối Wi-Fi để chơi các tựa game online, đặc biệt là game bắn súng mà vẫn có cái độ trễ cực kỳ thấp. Có được điều này là nhờ tất cả vào cái phiên bản cấu hình của Victus 16 đều được trang bị hệ thống Wi-Fi AX hay còn gọi là Wi-Fi 6 mới nhất. Về ưu điểm của Wi-Fi 6 thì cũng đã được nhắc đến quá nhiều trên Internet rồi, vài đường Google thôi, cũng như là các buổi livestream trước đây trên fanpage HP cũng đã nhắc tới rất nhiều rồi. Về cơ bản thì cái công nghệ này sẽ cho phép truyền nhiều luồng dữ liệu song song giữa router Wi-Fi và các thiết bị sử dụng nên nó sẽ mang lại cái độ trễ cực kỳ thấp. Tất nhiên, bạn cũng cần có một chiếc router Wi-Fi 6 mới có thể tận dụng được ưu điểm này của máy nhé. Bên cạnh Wi-Fi tốc độ cao thì Victus 16 cũng đi kèm với Bluetooth 5.2 mới nhất cho phép nghe nhạc, xem phim qua tai nghe hoặc Bluetooth với độ trễ gần như không tồn tại. Và cuối cùng, mình muốn giới thiệu với các bạn một phần mềm cực kỳ hay dành cho các bạn game thủ đây. Được thừa hưởng từ chính dòng Omen cao cấp với tên gọi là Omen Gaming Hub đây không chỉ là nơi để chúng ta theo dõi hiệu suất của hệ thống mà nó còn là nơi giúp bạn kết nối bạn bè này, theo dõi thời gian chơi game, tùy chỉnh tốc độ mạng cho từng ứng dụng hay là tựa game mà chúng ta đang chơi, thậm chí còn có cả một huấn luyện viên ảo giúp bạn chơi viên tốt hơn nữa. Wow, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết hơn từng tính năng nhé. Để khởi động được Omen Gaming Hub thì các bạn sẽ có thể mở từ biểu tượng ứng dụng trên thanh taskbar như các ứng dụng thông thường hoặc các bạn cũng có thể khởi động nhanh hơn nhờ vào phím tắt được HP tích hợp ngay bên dưới bàn phím với biểu tượng Omen rất quen thuộc. Sau khi khởi động phần mềm lên thì bạn sẽ thấy trang homepage hay chúng ta còn gọi là trang chủ đấy tại đây thì các bạn sẽ thấy tên thiết bị của mình này nếu bạn đang sử dụng các phụ kiện omen thì nó cũng sẽ xuất hiện đầy đủ tại đây để bạn có thể tùy chỉnh một cách nhanh chóng bên dưới sẽ là các tính năng được liệt kê ở thanh bên bao gồm như là các phần my game này gallery coaching hay là remote play khi chọn vào thiết bị của mình thì ở đây chính là Victus. Bạn sẽ thấy ở đây có 4 tab. Tab đầu tiên là System Vital, nơi mà thống kê các cái thông số như là mức độ hoạt động của CPU, GPU, RAM, tốc độ mạng và cả nhiệt độ của máy nữa. Khi mà bạn không mở game hay là các phần mềm sử dụng đến cả đồ họa thì bạn sẽ không thấy thông số GPU. Vì lúc này, máy rất thông minh. Nó sẽ hoạt động dựa trên đồ họa tích hợp để tiết kiệm năng lượng. Tab thứ hai là Undervolting nơi cho phép chúng ta có thể giảm được điện năng cung cấp cho cpu nhằm giảm nhiệt lượng tỏa ra và tăng thời lượng pin của máy mặc định tính năng này sẽ được tắt đi. Khi mà sử dụng thì bạn sẽ có hai tùy chọn là custom tức là tùy chỉnh thủ công và tùy chọn intelligent tức là tự động một cách cực kỳ thông minh. Lúc này thì máy sẽ tự động à, tăng hoặc là giảm hiệu suất của CPU theo tác vụ mà chúng ta đang sử dụng, gaming hay là lút web bình thường thôi. Tab network booster là nơi cho phép bạn thiết lập mức độ ưu tiên internet cho các tác vụ cũng như là theo dõi mức độ sử dụng internet của các ứng dụng đang chạy. Và cuối cùng là performance control nơi để bạn có thể tùy chỉnh được hiệu suất của hệ thống. Thông thường thì các thông số này đều sẽ được tự động tối ưu hóa theo tác vụ. Tuy nhiên thì khi cần yên tĩnh để làm việc vào ban đêm, bạn có thể chuyển máy sang tùy chọn quiet. Lúc này thì hiệu suất của máy sẽ được giảm đi và quạt sẽ quay một cách nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên là dư sức để bạn có thể làm việc hay là hoàn thành các bài thuyết trình trên bộ Office chạy deadline quá là dễ dàng khi mà chơi game nặng và bạn thấy máy bắt đầu nóng lên ý thì bạn có thể tùy chỉnh quạt quay ở tốc độ tối đa để giải nhiệt tức thì giúp máy có thể duy trì được hiệu suất tốt nhất có thể và chuyển xuống dưới thì chúng ta sẽ có tính năng my game đây là nơi tập hợp và lưu trữ tất cả các tự game của bạn có trong máy my game cũng sẽ giúp hệ thống có thể thống kê chi tiết thời gian mà bạn chơi các tự game đó là bao nhiêu tốt cho sức khỏe của bạn đấy ở mục gallery thì bạn sẽ tìm thấy rất nhiều hình nền bắt mắt được thiết kế dành riêng cho dòng Omen và Victus, cùng với đó là một số hình nền được thiết kế dựa trên các tựa game phổ biến. Tiếp đến là tính năng coaching, một tính năng mà mình thấy là nó cực kỳ hay luôn và nó hay ở chỗ là nó sử dụng trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là AI ấy. Tính năng này sẽ theo dõi cách mà bạn chơi game để đưa ra các chỉ dẫn để bạn cải thiện được kỹ năng của mình. Quá wow, quá thông minh. Quay lại một chút với tính năng Oasis thì đây là một tính năng được HP phát triển và thử nghiệm. Oasis giúp các game thủ có thể nhắn tin và trò chuyện và chia sẻ màn hình 30 khung hình một giây ở độ phân giải là HD 720p một cách mượt mà với độ trễ cực kỳ thấp. Bạn có thể mời tối đa 15 người bạn để cùng trò chuyện khi mà chơi game hay đơn giản là giữ kết nối và liên lạc với mọi người. Dự kiến thì tính năng này sẽ được chính thức phát hành vào cuối tháng 11 tới đây. Khi các bạn mới mua về thì có thể sẽ chưa thấy tính năng này xuất hiện đâu. Nếu muốn trải nghiệm trước thì bạn chỉ cần cập nhật phần mềm Omen Gaming Hub thông qua Microsoft Store mà thôi, rất đơn giản. Đặc biệt thì Omen Gaming Hub cho phép bạn tạo ra nhiều profile tùy chỉnh để thay đổi tất cả thông số một cách cực kỳ nhanh chóng. Và các bạn biết không? Victus 16 được hỗ trợ gói bảo hành chính hãng trong vòng 1 năm. Để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cũng như là giải đáp thắc mắc về bảo hành thì các bạn có thể liên hệ hotline 24/7 miễn phí của HP qua số 1800 5888 68 hoặc là trò chuyện trực tuyến qua bảo hành hp.vn hoặc chat zalo với HP Việt Nam qua mã QR đang hiển thị ở trên màn hình đây. Và như vậy là mình vừa giới thiệu xong chiếc máy tính sách tay Victus 16 cũng như là hệ sinh thái hỗ trợ trong việc chơi game phong phú. Và các bạn còn chần chừ gì nữa mà không tậu ngay cho mình một bộ để vừa học, vừa làm tại nhà mà vừa giải trí chơi game cho đã nữa, đúng không? Và cuối cùng là phần mà các bạn đã mong chờ từ đầu livestream tới giờ. Đó chính là phần mini game. Không biết các bạn có theo dõi phần chia sẻ của mình từ nãy đến giờ không ta? vì mấy câu hỏi này liên quan đến tính năng của máy đó mấy bạn. Chúng ta có tổng cộng là 3 câu hỏi với cú pháp trả lời là số câu hỏi và đáp án, ví dụ 1A, 2B, 3C. Các bạn chỉ được bắt đầu trả lời sau khi MC báo hiệu lệnh 30 giây. Bắt đầu! Bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất trong vòng 30 giây thì sẽ giành được những phần quà hấp dẫn đến từ HP và Intel. Đó là một chiếc chuột HP Pavilion Gaming 200, một tai nghe HyperX Cloud Stinger và một ba lô Wayfarer. Thôi, chúng ta bắt đầu nhé! Và câu hỏi đầu tiên này, các bạn nghe kỹ nhá. Với câu hỏi này thì phần quà khởi động sẽ là một chiếc chuột gaming HP Pavilion 200. Không biết nó sẽ thuộc về ai đây. Các bạn nghe câu hỏi nhé Tần số quét màn hình của Victus 16 là bao nhiêu? A 120Hz, B 144Hz và C 160Hz. 30 giây, bắt đầu. nào ai nhanh nhất nào. Ai, ai đây, ai đây, ai đây? Mình vẫn đang chờ câu trả lời của các bạn đây. 30 giây chưa kết thúc đâu. Các bạn còn 5 giây nữa. 5 giây. Giờ này chắc có người thắng cuộc rồi. Và hết giờ. Như vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án B. Vâng ai mà trả lời sai hay lỡ trả lời muộn thì cũng đừng buồn nha Bởi vì đấy mới là câu khởi động, câu thứ nhất thôi Tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 Câu hỏi thứ hai các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình sẵn sàng rồi đây, chuẩn bị nha Victor 16 được cài đặt sẵn một phần mềm dùng để theo dõi tùy chỉnh hiệu suất và nhiều tính năng khác tối ưu cho nhu cầu chơi game Vậy thì phần mềm này có tên gọi là gì? A. Victor Gaming Hub B. HP Gaming Hub Và C. là Omen Gaming Hub 30 giây, bắt đầu! Câu này mà còn sai nữa thì mình thất vọng với các bạn lắm Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn còn một câu nữa Và anh em cứ trả lời đi, thong thả thôi, chúng ta còn tới 15 giây nữa cơ Sao bây giờ mình thấy 30 giây nó dài thế nhỉ? 10 giây năm giây hai một hết giờ vâng đã hết ba mươi giây rồi nếu các bạn theo dõi livestream nãy giờ với mình ý, thì đáp án đúng ở đây chắc chắn đó là C. Đúng rồi, đó là câu C. Câu hỏi thứ hai có phần quà là một tai nghe 2 PX Cloud Stinger sẽ được trao cho bạn đã trả lời đúng và nhanh nhất nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng này. Câu này bạn nào mà mau chiến là chúng ta phải gỡ nhé. Các bạn cùng gỡ với mình nào. Chuẩn bị câu hỏi chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Xung nhịp tối đa của bộ xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 11 được trang bị trên Victus 16 có thể lên tới bao nhiêu? A. 4.6 GHz, B 5.2 GHz và C 6 GHz. 30 giây, bắt đầu. B nha B, B, B. B đúng không? B đúng không? Hay là C nhỉ? rồi, mình mình quên mất rồi. Bạn nào trả lời giúp mình với, nhanh lên. Chúng ta còn 15 giây nữa thôi. 10 giây này. Vâng, và thời gian 30 giây cuối cùng của chúng ta đã kết thúc rồi. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, 4.6 GHz. Câu hỏi thứ ba sẽ có phần quà là một chiếc ba lô HP Wayfarer. Xin chúc mừng bạn khán giả nào đã có câu trả lời đúng và nhanh nhất nhé. Như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng khép lại buổi livestream hôm nay của chúng ta. Mong là sau buổi livestream này thì các bạn đã có thể có được một sự lựa chọn hấp dẫn lựa chọn được một sản phẩm laptop gaming hoàn hảo cho bản thân mình hẹn gặp lại các bạn ở những buổi live stream khác của hp cùng với sân dâu và những sản phẩm hấp dẫn khác nhé